Chương trình Phố Bonsai TV chúng tôi đang tiếp xúc với lại cô Bích Hằng, là người sẽ tham gia vào cái chương trình Việt Bachelorette do Trung tâm Nhiếp ảnh gia Trịnh Quang Linh tổ chức. Trước đây là Bích Hằng được biết là có tham gia rất là nhiều những cái phim ở bên Việt Nam đó, thì để cho những cái quý vị thính giả không có cơ hội chưa có cơ hội tìm hiểu những cái vấn đề phim ảnh bên Việt Nam có biết được đó, thì có thể Bích Hằng cho biết về cái background của Bích Hằng. Trước hết Bích Hằng cũng xin gửi lời chào tới các quý khán giả của Phố Bonsai TV. Trước đây Bích Hằng ở Việt Nam cũng là một diễn viên điện ảnh Việt Nam. Bích Hằng đã từng tham gia những phim truyền hình cũng như là phim nhựa, giống như là Gái Nhảy Một là Lên Hẻm Phố, còn phim truyền hình giống như Tấm Hộ Chiếu Vào Đời, Đường Về, Hoa Dở Quỳ, hay là phim mới nhất là Luật Giang Hồ và Truy Tìm Dấu Vết. Dạ, xin thưa anh. Ngoài cái vấn đề làm diễn viên đóng phim đó, thì Bích Hằng có tham gia những cái sinh hoạt khác trong cái lĩnh vực văn nghệ không? Thì trước đây ở Việt Nam thì tại vì nói chung là một người diễn viên thì cứ phải đi theo hết đoàn phim này tới đoàn phim khác, vừa phim này xong là nhảy vào phim khác, cho nên cũng không có thời gian nhiều. Thì những thời gian rảnh rỗi thì Bích Hằng phải tham gia để chụp hình báo và chụp hình lịch, và cũng giống như những tạp chí thời trang. Nói chung là về nghệ thuật. Cách đây 2 năm chúng ta đã có dịp gặp nhau, thoáng một cái đã 2 năm rồi. Thì từ cái ngày mà Bích Hằng đi qua rời Việt Nam đi như vậy đó, thì có dịp quay trở lại để mà sinh hoạt cái ngành điện ảnh không, hay là đi rồi đi luôn? Lúc mới đi qua bên Mỹ thì Bích Hằng không có ở Cali, và Bích Hằng ở bên Texas, Houston, Texas cùng với lại gia đình. Và được mấy tháng rồi Bích Hằng lại mới quá cho nên không có quen với lấy cuộc sống bên đây á. Rồi cảm thấy buồn, cảm thấy nhớ gia đình thì Bích Hằng lại quay về Việt Nam. Thì khi quay về Việt Nam thì Bích Hằng vẫn tham gia một cái phim giống như nãy Bích Hằng mới nói, là cái Luật Giang Hồ, cũng phim dài tập. Nhưng mà Bích Hằng không thể nào đóng được giống như hồi xưa Việt Nam là đóng xuyên suốt 30 tập được, mà chỉ đóng được một hai tập thôi, bởi vì mình không có thời gian ở Việt Nam nhiều. Sau đó thì Bích Hằng lại quay lại Mỹ, và Bích Hằng lại chuyển qua sống ở bên Cali. Và mà sống Cali nhưng mà không có sống ở cộng đồng Việt Nam, mà sống ở trên Los. Như vậy là bây giờ tao cho tới hiện nay đó, thì Bích Hằng cũng vẫn đi đi về về để đóng phim, hay là đã bao hẳn rồi? Thì bây giờ tính ra là Bích Hằng cũng ở Mỹ được 3 năm rồi. Thì đã quyết định chọn bên đây là để sống. Tại vì Bích Hằng đi là diện của gia đình bảo lãnh, cho nên không thể nào mà đi qua đi lại để về thời gian đóng phim. Với lại bây giờ là cái thời gian mà đi về đó ở lâu không có được nữa, cho nên mỗi lần về Việt Nam chỉ có là thăm gia đình, và chỉ tham gia những cái chương trình nhỏ nhỏ, những cái phim truyện nhỏ nhỏ thôi. Chọn ở đây là đã ở luôn rồi, như vậy thì cái sinh hoạt cũng như công việc hay là học hành của Bích Hằng hiện nay là như thế nào? Em qua đây thì lúc đầu thì nói chung là cũng chưa có được ổn định, thì người nào mới qua Mỹ cũng vậy, cho nên lúc đó mình cũng chưa có xác định là mình sẽ chọn cái nơi nào là nơi của mình ở và lập nghiệp. Thì Bích Hằng cũng ở 3 năm mà cũng di chuyển cũng rất là nhiều, từ Texas qua tới đây trên Los, rồi mua xuống đây. Thì tính ra mới ở đây được có 1 năm mấy thôi. Thì Bích Hằng chỉ vừa đi học Anh Văn và vừa mới học xong cái lớp gọi là cái lớp tóc á. Dạ. Rồi để dần dần ổn định cuộc sống, thì trong thời gian này thì Bích Hằng cũng tham gia những cái trong việc giống như là đọc news trong mấy trong đài VNA chẳng hạn. Rồi ngoài công việc đó thì Bích Hằng nghĩ từ từ Bích Hằng sẽ mở một cái business nhỏ ở đây để ổn định cuộc sống. Như vậy cái việc mà Bích Hằng đã làm từ xưa ở Việt Nam như là cái nghề đóng phim đó, thì Bích Hằng có còn tìm cách để mà theo đuổi, hay là nó không còn cái cơ hội đó nữa? Thì thật sự là Bích Hằng rất là nhớ nghề, và lúc nào cũng muốn là có cơ hội để về Việt Nam có thời gian lâu hơn để tiếp tục cái công việc điện ảnh của mình. Bởi vì cái nghệ thuật là cái nghề diễn viên này là giống như nó ăn sâu vào trong máu mình rồi. Có người nghệ sĩ nào cũng không có thể nào mà bỏ một thời gian lâu mà không muốn quay lại. Cái thời gian nói chung mình cũng còn nhiều cái chưa có ổn định á. Nên một ngày nào đó khi mà công việc ở bên đây ổn định thì Bích Hằng nghĩ Bích Hằng cũng sẽ trở về Việt Nam, sẽ hợp tác làm một cái phim ảnh gì hay là một cái phim gì đại khái là về nghệ thuật. Là tại trong con người của em rất nào cũng rất là đam mê phim ảnh, cho nên em nghĩ em không có thể nào mà bỏ nó luôn được. Như vậy là rời Việt Nam đồng nghĩa với cái chuyện ngưng được đóng phim.
làm cái quyết định rời Việt Nam rồi ngưng cái chuyện đóng phim như vậy, Bích Hằng có tiếc không? Em rất là tiếc, phải nói là rất rất là tiếc luôn, mà không phải một mình Bích Hằng tiếc, mà nói chung bạn bè, những người ở cùng đồng nghiệp ở Việt Nam trong nghề ai cũng rất tiếc. Là tại sao bây giờ thì phim ảnh nó rất là nhiều hơn hồi xưa nhiều. Giống như anh biết, hồi xưa lúc Bích Hằng ở đó thì diễn viên ít, mà phim thì cũng không có nhiều như bây giờ. Sau 3 năm quay lại thì phim rất rất là nhiều, và nhiều hãng phim và nhiều đài truyền hình làm nữa, thì mọi người cũng tiếc. Nhưng mà em nghĩ là mình phải có một cái cuộc sống tương lai của mình ổn định trước. Thì sau này khi ổn định rồi thì mình có dịp mình sẽ trở lại, mình vẫn tiếp tục công việc cũng được, chứ không có chưa có buồn. Đời sống thì đương nhiên là còn dài, nhưng mà sau 3 năm như vậy, Bích Hằng có một cái nhìn lại và cho rằng cái sự đánh đổi đó nó có xứng đáng cho cả một cái sự nghiệp đóng phim đối với, để mà đánh đổi lấy cái đời sống ở Mỹ? Thì cái câu hỏi này của anh cũng rất là nhiều người bạn cũng hỏi em giống như vậy. Thì em nghĩ là bây giờ em đã quyết định chọn cái nơi bên đây để cho em, để cho cái tương lai của em rồi. Còn cái công việc phim ảnh của em thì sau này nếu mà em giống như em nói đó, em sẽ quay trở lại. Mặc dù khán giả cũng không có còn giống như là cũng còn nhớ tới Bích Hằng, chứ không nên nói là quên Bích Hằng. Nhưng mà sau khi mà sau này mà Bích Hằng đã ổn định và đã quyết định về Việt Nam làm về phim ảnh, thì Bích Hằng sẽ giống như là gợi lại cho khán giả nhớ về mình. Tại bây giờ trước mắt em ở Việt Nam thì em quay lại thì vẫn còn nhiều người nhớ tới Bích Hằng, chứ không đến nỗi quên. Mà cho nên nếu mà sau này một hai năm khi Bích Hằng vô cái quốc tịch Mỹ rồi, Bích Hằng trở về Việt Nam, thì Bích Hằng có thể làm những công việc mình thích. Bây giờ chúng ta đi vào cái chương trình của cái show này. Cái show Bachelorette này đó là một cái show rất là quen thuộc và nổi tiếng ở trong cái truyền hình Mỹ. Yeah. Tuy nhiên đối với lại truyền hình Việt Nam thì chưa bao giờ xảy ra. Cơ duyên nào mà Bích Hằng tham gia vào cái vai trò Bachelorette trong cái show này, và có thể nói đây là một cái vai trò đầu tiên mà truyền hình Việt Nam ở hải ngoại? Vô tình là mấy anh em đã ngồi ăn uống với nhau và đã có ở chỗ cái studio của anh Trịnh Quang Linh. Thì anh Trịnh Quang Linh đã có cái idea về cái chương trình này cách đây, em nhớ không làm là cũng chắc cũng 2 năm, khi mà lần đầu tiên em gặp Trịnh Quang Linh. Thì anh Trịnh Quang Linh trong một cuộc trò chuyện cũng có nói sơ với Bích Hằng là anh Linh rất là muốn làm một cái chương trình giống như vậy. À, lúc đó thì Bích Hằng mới qua Mỹ cho nên chưa có biết một cái gì bên này và chưa có quen biết ai nhiều hết. Thì đây cũng là một cái suy nghĩ ấp ủ của anh Linh. Thì mấy người ngồi ăn uống nhau thì anh Linh mới đưa ra cái idea đó. Thì mọi người rất là thích cái chương trình này và quay qua nhìn Bích Hằng và muốn Bích Hằng là người đầu tiên tham gia cái chương trình này. Cái chương trình này nói nó là một cái show, nhưng thật ra nó liên quan rất nhiều tới cái lĩnh vực gọi là tình cảm của con người. Khi mà Bích Hằng nghe mọi người gợi ý để mà tham gia cái show này đó, thì Bích Hằng suy nghĩ như thế nào? Khi mà mọi người thì rất là muốn Bích Hằng tham gia cái chương này là cái chương trình đầu tiên, thì Bích Hằng cũng có suy nghĩ đắn đo, chứ cũng nửa thì cũng muốn làm nhưng mà nửa thì cũng không muốn làm. Tại thực sự là Bích Hằng cũng chưa có hiểu rõ về cái show này. Nhưng mà lúc ở Việt Nam thì Bích Hằng cũng có coi sơ qua cái show này ở trên đài Mỹ Việt Nam nó có phát, thì cũng nắm được cái ý sơ sơ là như vậy thôi. Thì mọi người cũng có nói là ở đây là người Việt của mình, cho nên cái chương trình nó không có phải giống như là cái chương trình của Mỹ hoàn toàn 100%. Và Bích Hằng cũng lo lắng đắn đo là tại vì khi mà 150 anh đó chọn ra rồi, cho không biết là sau này là khi kết cục mình có thể mà phải lấy ảnh làm chồng không, hay là trong lúc mình đi chơi ảnh có cái chuyện gì mà riêng tư, cái chuyện gì mà nói chung làm phiền tới mình hay là làm phiền tới mấy người không, thì Bích Hằng cũng rất là lo. Nhưng mà tại vì cũng được mấy người thuyết phục cho nên cũng muốn thử. Một phần là cũng gợi lên cho mình đỡ nhớ cái công việc đóng phim của mình ở Việt Nam. Bích Hằng tham gia vào cái này nó như là một thử nghiệm của sự đóng phim, hay là thử nghiệm của một cái game show, hay là có cái tính cách gọi là nghiêm túc đi tìm kiếm một cái nửa kia của mình? Dạ, để trả lời câu hỏi của anh thì
giống như nãy giờ Bích Hằng vừa nói là cái chương trình này chỉ là một cái show thôi, là để cho có một cái món quà gửi tới các quý khán giả ở cộng đồng Việt Nam ở đây, chứ nó cũng không hẳn là một cái chương trình giống như là của mấy cái của Mỹ là để quyết định cho mình một tấm chồng, giống như là nó chỉ là một cái show để có thêm những người bạn, rồi trong cái những người bạn đó thì mình không biết cái tình cảm như thế nào, nhưng mà cái này trước mắt chỉ là một cái show và là một cái cốt truyện để cho một cái cúp chuyện, một cái show cho khán giả xem thôi. Nhưng mà những cái khả năng để mà gọi là tiến xa hơn nữa trong vấn đề tình cảm nó cũng vẫn là không phải là hoàn toàn không có. Thì cái đó thì chắc phải lệ thuộc vào trong thời gian lúc mà quay, bây giờ thì Bích Hằng không thể nói trước được những cái điều đó. Có rất nhiều cái sự lựa chọn đối với một người bachelorette trong cái chương trình này. Cái tiêu chuẩn của Bích Hằng sẽ chọn và loại từ từ ra đó thì như thế nào? Những người nào mà Bích Hằng cho ra là mà Bích Hằng sẽ loại ra ngay từ đầu, ngay trong cái vòng ngoài? Em Bích Hằng nghĩ là cái câu hỏi này Bích Hằng không thể trả lời được, bởi vì đây là một cái điểm rất là quan trọng trong cái show này. Nếu mà Bích Hằng nói ngay từ bây giờ thì không có cái gì để cho khán giả coi nữa, cho nên mong anh thông cảm, và để khi mà cái chương trình này nó đã bắt đầu nó chiếu rồi thì cái đó cũng là một cái bí mật, một cái sự tò mò cho khán giả xem. Vậy có thể nói chung chung là cái tiêu chuẩn mà Bích Hằng nghĩ là một người đàn ông xứng đáng đó, nó là như thế nào? Em nghĩ đẹp cái trai, con nhà giàu, học giỏi. Không, Bích Hằng nghĩ cái đó chắc là do cái duyên, hay là do một cái gọi là cái duyên số, hay là một cái ngẫu hứng đó, rồi mình gặp cái người đó, cái power, cái người đó đấy với mình như thế nào thôi, chứ bây giờ Bích Hằng không thể nói trước được, tại vì mỗi một người là có một cái hay riêng, một cái người ta là được này mất kia, thấy không? Cho nên mình không có thể nào mình muốn cái người đó phải như vậy được. Về mặt nghề nghiệp đó thì có Bích Hằng có một cái sự lựa chọn, nếu có được cái sự lựa chọn thì Bích Hằng thích cái người đàn ông làm trong cái lĩnh vực nào? Thí dụ như là thường thường bố mẹ hay nói là con cái là thích con cái mình luật sư, kỹ sư, bác sĩ này nọ, thì đối với Bích Hằng một người đàn ông? Dạ thì cái này cũng không biết nói sao, khó nói quá, tại có nhiều lúc người luật sư, bác sĩ thì chỉ biết học thôi, còn những cái vấn đề khác thì giống như không có lãng mạn hay không có biết chiều chuộng phụ nữ thì nhiều lúc phụ nữ không thích, đúng không anh? Còn có nhiều người thì lại được cái mã rất là đẹp trai hay là ngoại hình được, nhưng mà có những cái tính tình thì cũng bay bướm hay là dối trá thì phụ nữ cũng không thích. cho nên cái câu hỏi này của anh thì Bích Hằng nghĩ là trong để cho khi mà Bích Hằng tiếp xúc được những người đó thì cái cốt truyện nó sẽ gây cứng hơn và Bích Hằng sẽ biết được người nào Bích Hằng thích. Văn hóa Việt Nam đó thì mấy cái vấn đề mà gọi là cặp bồ cặp bịch này nọ thì nó có vẻ hơi vẫn còn tế nhị và e ngại. Trong khi đó cái show này thì mình sẽ đưa cái chuyện tình cảm lên TV cho bao nhiêu người xem. Tham gia như vậy Bích Hằng có ngại bị đánh giá là cái cô này cổ tình cảm nó dễ dàng lỏng lẻo quá không? Dạ thưa anh, thì Bích Hằng cũng muốn nói rõ với anh là giống như nãy giờ Huyền Trâm và anh Trịnh Quang Linh với chị Đoàn Vi Hương có nói, cái show này chỉ là cái ID mọi người muốn là chỉ là một cái show giống như là một cái câu chuyện dài tập để cho có một cái giống như một cái chuyện phim nhỏ, không phải giống như Trâm nói không phải là cái phim, mà theo Bích Hằng nghĩ thì nó cũng giống như gần như là một cái chuyện nhỏ, cái phim ngắn tập gì đó cho gửi tới khán giả thôi, chứ là mình là người Việt Nam, người Á Đông thì không có thể nào mà mình làm những cái chương trình giống như của Mỹ được, là giống như là sẽ sau này mà sẽ quen thật sự anh đó hay là lấy anh đó hay là cuối cùng là phải bắt buộc hai người phải lấy nhau thì chuyện đó hoàn toàn không có thể xảy ra được, và cứ coi như nó là một cái câu chuyện, một cái cốt truyện phim thôi. Mà trong thời gian quay phim mà nếu có tình cảm gì xảy ra thì cái chuyện đó là cái chuyện ngoài ý muốn, cái đó thì Bích Hằng không có nói trước được. Con gái Việt Nam á nhiều khi rất là kỹ càng tới mức gọi là quá đáng. Nhiều khi có những cô làm dâu phụ hoặc là có những cô gọi là mặc cái bộ đồ cưới vô đã sợ mất duyên về sau rồi. Trong khi là mình tham gia cái show này là sẽ tiếp xúc với rất là nhiều người đàn ông như vậy thì Bích Hằng có sợ bị mất duyên? Tại vì anh nói thì cũng đúng, nhưng mà Bến Hằng nghĩ là tại vì sao mình cũng Bến Hằng cũng đắn đo vì cái câu hỏi này của anh, cho nên lúc đầu Bến Hằng cũng rất là đắn đo để tham gia cái vai này. Nhưng mà Bến Hằng nghĩ Bến Hằng là một cái người diễn viên là ở lúc khi mình ở Việt Nam đóng phim mình cũng đã hóa thân thành nhiều nhân vật quá rồi, là cái nhân vật hiền có giữ có, nói chung cái nào mình cũng hóa thân ra, thì
khi đó mà nếu mà người bạn trai của Bích Hằng á phải chấp nhận cái sự nghiệp của, cái sự nghiệp của mình thì mới hai người mới có thể mà quen với nhau được. Thì cái công việc này cũng vậy thôi, cũng là chỉ là một cái việc để giống như là diễn, chỉ là một cái show để mình đóng thôi, chứ sự thật không biết nói sao, chứ sự thật ở trong cái suốt thời gian đó thì mình là Việt Nam, châu Á mình cũng không có thể nào mà mình lố lăng hay là giống như mà diễn viên của Mỹ được. Bích Hằng có nói rằng là đây là một cái show và Bích Hằng có thể diễn nhiều vai như vậy. Tuy nhiên ngược lại, ở phía những người tham dự để mà làm những cái anh chàng bachelor để mà theo đuổi Bích Hằng đó, có thể họ sẽ có cái ước muốn rất là chân thành là muốn tham dự cái show này để chiếm được trái tim người đẹp. Thì làm sao họ có thể được yên tâm khi mà họ tiếp xúc với Bích Hằng và không hiểu được rằng là Bích Hằng sẽ đóng phim hay là có cái sự đối xử gọi là chân thành đối với họ? Thì giống như hồi nãy giờ ban tổ chức cũng có nói với anh là cái show này là cái show để cho giống như là một cái cuộc chơi cho các anh tới tham dự và để có cơ hội để quan biết. Và trong những cái người này thì em sẽ tuyển ra từ từ đến một cái người mà em vừa ý nhất, thích. Nhưng mà sau đó sẽ còn nhiều cái chuyện gây cứng và nhiều cái kết cục nữa. Thì trước mắt thì nó chỉ là một cái chuyện phim, cái show thôi. Cho nên mấy cái anh tham dự cái chương trình này đừng có suy nghĩ em là một người diễn viên là em có thể em đang diễn hay là không có tin tưởng mình hay gì đó. Thì nói chung là cái này là 150 người, thì nếu một người nào may mắn sẽ được chọn ra. Và cái tình cảm thì đến lúc đó thì từ từ khán giả xem sẽ biết. Như vậy là cái câu hỏi này chỉ để dành cho những cái anh đó coi như là sẽ phải tự khám phá mà thôi. Dạ. Về mặt gia đình đó thì Bích Hằng có trao đổi với gia đình về cái show này hay không? Và cái phản ứng của gia đình nó như thế nào? Nói chung Bích Hằng sống ở Mỹ không? Gia đình ở Việt Nam, mẹ ở Việt Nam và ba thì ở Houston. Cho nên từ đó ở Việt Nam là đã quen đi theo mấy đoàn phim rồi đi suốt rồi đóng hết phim này phim kia rồi. Cho nên gia đình thì không có xía vô cái chuyện tình cảm hay cái chuyện công việc của mình. Rồi khi mà qua đây thì Bích Hằng chỉ sống ở đây với lại một người em thôi, cũng không có bố mẹ ở chung. Thấy mình nghĩ mình cũng lớn rồi, cho nên mình làm cái gì thì mình sẽ tự quyết định. Có vẻ như là cái sự tham gia của Bích Hằng vào cái show này nó có rất là nhiều sự thuận lợi về cá nhân. Có một cái người nào trong gia đình hoặc là bạn bè đã gọi là có cái ý nghĩ là khuyên Bích Hằng đừng tham dự không? Lúc đầu em cũng nửa muốn mà nửa không. Nói chung Bích Hằng cũng rất là ngại, nhiều cái sợ nhiều cái phiền tới với mình. Mà mình thật sự mình cũng chưa có hiểu rõ lắm là khi mà cái cốt truyện này lúc mà khi mình đang quay đó thì nó sẽ là giống như là những cái anh chàng đó thì có làm cái gì phiền tới mình ngoài cái công việc đó mà đời tư của mình hay là ngoài cái những cái giờ quay không. Và cũng một số người khuyên em là được có nên làm. Rồi trong cái group này thì mọi người ai cũng muốn em làm hết. Mà em cũng lúc đầu em cũng nửa muốn mà nửa từ chối. Thì em thấy anh Trịnh Quang Linh ảnh cũng, cái này là cái ý tưởng cái đi của ảnh đã lâu rồi, anh em biết nhau rồi. Bây giờ mình từ chối thì thấy mọi người bị thất vọng thì mình cũng không vui. Cho nên mọi người cứ nói không sao, đây cũng là một cái show thôi. Mà Bích Hằng nói là nếu như để cho Bích Hằng làm những lần sau được không, và mời những người nào làm trước Bích Hằng được không, thì mấy người nói nếu vậy thì không có hay nữa, tại vì mấy người đang ngồi ăn uống nhau, cái AD chung với nhau thì Bích Hằng là người giống như là trong cái group này là người có cái nhiều cái thuận lợi nhất, thì tại sao Bích Hằng không đứng ra làm? Bởi vì tại những cái lời thuyết phục nhiều quá cho nên Bích Hằng mới nhận lời. Tham dự show này Bích Hằng mong muốn cái điều gì, và trong những cái mong muốn đó, nó có một cái mong muốn nào là tìm được một cái người mà hợp với mình để mà đi cái con đường trong tương lai hay không? Thật sự thì Bích Hằng chỉ mong muốn một điều là cái đây là cái show đầu tiên, và chỉ mong muốn là cho nó thành công để sau đó sẽ tiếp tục những cái show sau. Và nếu mà quý khán giả thích thì mọi người sẽ tiếp tục những cái chương trình tiếp theo nữa. Và giống như đây chỉ là một cái chuyện cho một cái show, một cái câu chuyện cho các khán giả có thể tìm tòi, có thể giống như là nó sẽ cuốn hút để hấp dẫn và lôi cuốn khán giả thôi. Ngoài ra cái mong muốn riêng của em thì em nghĩ những cái đó là
để cho nó bất ngờ thì nó sẽ hay hơn. Bích Hằng cũng xin cảm ơn Đài Phố của Sao TV bữa nay đã có cuộc phỏng vấn Bích Hằng. Và Bích Hằng cũng hy vọng là cái chuyện phim này đầu tiên sẽ làm hài lòng các quý khán giả. Và để cho tiếp tục những cái phim sau sẽ nó được hay hơn. Và cảm ơn anh Lân Vũ đã có cuộc trò chuyện hôm nay.